Chào các bạn, Bình Phong Mã, một trong những thế trận kinh điển để chống trả Trung Pháo, trải qua cả trăm năm phát triển và hoàn thiện, nó đã trở thành một bố trận với độ đàn tính khá cao để cao thủ có thêm lựa chọn của mình. Thường sẽ đưa về giai đoạn trung tàn đầy khốc liệt, nhưng vào đầu sau đây thật khó tin, kết quả khiến nhiều người giật mình thảng thốt. Một kỳ thủ giang hồ cầm Trung Pháo, Liễu Thiên, còn Bình Phong Mã được triển khai bởi kỳ vương của làng cờ Trung Hoa, Lục Mạch Thần Kiếm Triệu Hâm Hâm. Mời các bạn cùng theo dõi. Vận đấu được diễn ra trong khuôn khổ Tức Mặc Bôi của năm 2021. Trong đó như đã bàn luận, Liễu Thiên là người cầm đò, Pháo nhập trung, Triệu nhảy mã và Liễu phi ngựa, Triệu bình xe, Liễu xuất xe, binh bày tấn một, Liễu thăng xe qua hà, Triệu đưa chính mã còn lại. Liễu Thiên vẫn như lệ thường, binh bày tấn một, pháo của Triệu tạt biên kích đầu. Liễu Thiên bình vào ém mã, Triệu quay pháo một và Liễu đưa mã còn lại. Sau khi Triệu tới đây, khởi gấp một hoành xe, vẫn là một bố cục khá quen thuộc. Liễu Thiên ngũ cừu pháo và Triệu đưa xe bình quá cung. Bình Phong Mã trực hoành xe, đặc điểm nổi bật nhất là tốc độ xuất kích những quân chủ lực tỏ ra rất mau lẹ. Trong hình cờ này chỉ qua vài nước, Triệu đã tạo ra một cái bẫy chết người. Tiếp theo chỉ cần gã vào đường bày, xem như Liễu Thiên phải mất mạng trắng một quân chủ lực. Nhưng để làm việc này, Triệu rõ ràng phải huy động cần tới 4 quân. Điều này cũng kéo theo một hệ lụy, ở cánh phải chỉ còn đúng pháo mã sẽ là điểm yếu mà Liễu Thiên ra tay công kích bất kỳ một lúc nào. Trong hình cờ này giải quyết của Liễu Thiên là đưa mã thăng lên phía trước. Tuyệt nhiên, Triệu không thể nào gã vào đường bày như tính toán sơ khởi của mình. Lập tức, trung binh sẽ mất mạng. Tất nhiên tới đây, nếu như dùng mã 3 tiến 5 sẽ thiệt hại vô số kể. Xe chỉ cần ùi thẳng vào sức ngựa, trận cờ của Triệu sẽ vỡ tan tác. Còn nếu như dùng mã 7 tiến 5 thì vẫn vậy. Lúc này pháo chỉ cần đổi ngang sức mã giữa trung lộ và thế trận dễ dàng để kiểm soát hơn. Còn tất nhiên không thể nào dùng pháo tiến 2 để bức từ trắng chủ lực. Cái giá phải trả thực sự rất đắt. Cả đôi xe của Triệu đều phải vong mạng. Đây là một đòn vỗ chiếu, cho nên Sĩ Phải Dương tiếp tục là chủ lực thứ hai. Triệu lúc đó sẽ chẳng còn gì. Bởi vậy, phương án trong thực chiến cũng là một bố cục hoàn toàn chuẩn chỉ, bắt buộc rằng Triệu sẽ phải bổ sĩ gấp. Và thay vì một lựa chọn để thoát thân của Liễu Thiên là phải dùng xe thoái một ủi về chốt, rồi tìm cơ hội điều động sang cánh trái như là một bố cục thường thấy trước đây, Liễu Thiên rất bất ngờ điều chủ lực còn lại xuất trận. Và Triệu cũng vì vậy mà thực hiện được mưu đồ lấy pháo gã vào đường bày, đánh từ chủ lực ngay. Đòn còn chờ của Liễu Thiên là dùng xe tấn thẳng để ủi pháo, và Triệu lập tức đã ra tay. Nước cờ này đương nhiên Liễu Thiên hoàn toàn có cơ sở, xe có thể đổi pháo mã. Nhưng Triệu là ai? Là một cựu kỳ vương của kỳ đàn Trung Hoa, là lục mạch thần kiếm vang danh thiên hạ. Liễu Thiên đã chọn một cách đánh đôi công chớp nhoáng ngay từ đầu. Điều này có phải là tự sát hay không? Chúng ta cùng tiếp tục. Triệu Hâm Hâm lại dùng xe 8 tấn thẳng 8 nước. Tất nhiên hình cờ này, Liễu Thiên không thể nào dùng xe ủi ngựa. Pháo chỉ cần tiến lên phía trước đoạt chốt, vừa đánh bắt cả đôi. Kiểu gì cũng vỡ tường, rồi pháo tạt biên. Liễu Thiên phải xuống ngựa để quy hàng ngay lập tức. Nhưng phương án trong thực chiến của Liễu Thiên đẩy bàn cờ đến cao trào hết mức là dùng mã đạp thẳng vào trung binh. Đây là một phương án rất khôn ngoan của Liễu Thiên. Nếu như phương án kích đấu này thành công, rõ ràng việc giải quyết với đơn tượng này sẽ trở nên vô cùng ổn thỏa. Sức đe dọa của Triệu sẽ chẳng còn tự do để liên kết ngay. Bởi vậy, để duy trì nguyên sức ép, Triệu Hâm Hâm đã quyết định dùng xe 6 tấn 2 để vây bắt mã. Mã phải tháo chạy, Liễu Thiên tiến 6, tiện đường để bịt lấy eo tường, mở ra một cuộc phản kích khi có thể. Và tới phiên của Triệu Hâm Hâm đã dùng pháo để quét chốt, tường đáy kiểu gì cũng gãy. Liễu Thiên sẽ phải đối phó ra sao? Một cách thức duy nhất để bảo toàn chỉ có thể đưa ngựa quy tâm. Nhưng đơn xe này chỉ cần theo, sát cục xong xe gọi hồn, thấy trước mà chẳng thể nào cứu vớt. Cho nên, lựa chọn trong thực chiến cũng gần như bị động hoàn toàn của Liễu Thiên là bổ sĩ và chờ đợi. Nếu như Triệu tiếp tục lấy pháo để quật tường, sát cục thì hoàn toàn rõ ràng, nhưng vẫn cần tốn tới một nhịp để rời truyền là pháo này tạt biên. Nhưng lúc đó, Liễu Thiên chỉ cần dùng xe để đạp chết ngựa, vừa có thể mai phục, ủi tường,
và kích đấu chủ lực ngay. Nếu như phương án này tiếp diễn, Triệu chỉ còn đúng xe pháo mà thôi. Xe chỉ cần bước từ tường, xe nề thoái rồi đổi ngang, tướng xuất và bình pháo để chờ đợi, duy trì ưu thế hơn quân và có phần nào dễ chơi hơn. Cho nên tới đây, phương án chính thức của Triệu không thể nào mạo hiểm như kích đánh vừa rồi, mất luôn cả ngựa, rất khó khăn để triển khai phòng thủ. Cho nên, anh đã điều xe ngược lại, vừa chốc lấy mã. Liễu Thiên chớp thời cơ rất nhanh, quay mã đường 8. Việc này tất nhiên đã nằm trong dự chủ từ trước của Triệu Hôm Hâm. Triệu chấp nhận đơn xa này lập hiểm địa, để hàng tiến phòng thủ có thể trở nên vẹn toàn hơn. Tiếp theo chỉ cần liên kết tường, nhưng đầy bất ngờ, sóng gió đã nổi lên, Liễu Thiên lại dùng pháo quật thẳng vào trung tường. Triệu gần như bất ngờ hoàn toàn, đánh một ánh mắt ngơ ngác về phía đối thủ. Đây cũng là hình cờ mà Cửa Tử 5M đã để lên trang fanpage để các bạn có thể thảo luận trước. Nếu như tiếp theo, Triệu dùng tường để bước từ pháo, lúc đó Liễu sẽ làm gì? Tới đây, Liễu chỉ cần một bước đưa pháo vừa xong, Triệu tốt nhất là nên buông cờ. Vừa đánh chủ lực này, binh tiến một vừa chốc trà, pháo vẫn lao chiếu ngay, tường thoái. Rồi tiếp theo chỉ cần dùng mã đạp tường so với việc dùng xe tấn 2. Phương án này vẫn nhanh gọn hơn để bước từ trắng chủ lực hoặc là tả sát. Sĩ dương lên là một cách chống trả duy nhất. Mã sẽ quay đầu. Thứ nhất, nếu như sĩ dương lên, xe chỉ cần cắm thẳng, sĩ thoái, rồi quay đầu xe, sĩ dương và nhảy ngựa vị trí này, bắt buộc sĩ phải hồi về chốn cũ, điều xe quá cung. Với một đòn khóa quân rất độc đáo, tiếp theo đỏ chỉ cần đưa ngựa về vị trí này lưỡng chiều, thấy trước mà Triệu vô phương để chống đỡ. Còn phương án thứ hai, tướng tiến một, xe chỉ cần tấn, mời tướng tấn lầu 3, bước từ chủ lực này, sát cuộc chỉ còn đúng trong một nước đi là rời pháo về hai trường. Cho nên tới như hình cờ này, Triệu biết trước cục diện đã chẳng lành, đành thất thều, xuất tướng ngay. Và Liễu Thiên chỉ cần chờ vậy, rời pháo về ba nước. Việc tháo chạy pháo là đương nhiên, nhưng có phải đã trao tặng một cơ hội để Triệu có thể tổ chức phòng thủ gấp? Chỉ cần rời xem một kích đấu và mọi mưu mô của Liễu Thiên từ đó mà không thể nào triển khai. Nhưng hình cờ này sẽ cho chúng ta một cách xử lý kinh người. Đỏ chỉ cần bỏ ngựa mà dùng xe thoái một đạp về chốt, tiêu diệt ngựa, Triệu lại càng thê thảm hơn. Chỉ cần vỗ xe vào trung lộ, biết làm sao mà xoay sở, xe này bình vào bọc lót, pháo sẽ theo để vây chết ngay. Còn nếu như sĩ dương là phương án còn lại, cũng chỉ cần làm vậy, điều pháo đường 4, đợi chờ cho nước cờ dùng xe tiến một và bước từ chủ lực này. Cho nên, tướng phải vào trung lộ trước thì xe sẽ chiếm trung. Sĩ dương hay thoái thì cũng vậy, chỉ cần tiếp theo lấy xe 572 bước từ trắng một đơn xa của Triệu, đưa về một tàn cục, mặt đỏ còn dư một pháo. Việc chiến thắng chỉ còn là vấn đề thời gian. Bởi vậy, phương án trong thực chiến, Triệu không thể nào tổ chức phòng thủ theo cách này, mà đành phải thúc ngựa lên phía trước. Tới đây, chỉ cần dùng xe lao mình vào sĩ, kích đấu chủ lực, vẫn đưa về một tàn cuộc đại ưu. Nhưng thực hiện cũng không phải là điều dễ dàng. Liễu Thiên đã xách xe để tháo chạy trước, anh lại tạt biên, vừa dùng mã để truy kích ngược. Triệu lúc này mới thoái xe một kích đấu, và Liễu Thiên dâng xe để chiều tướng ngay. Sau khi Triệu buộc phải đưa tướng tấn, thì Liễu Thiên đã dùng xe đạp thẳng về chốt. Một cuộc chiến tưởng chừng không cân tài cân sức lại đang diễn tiến một cách hết sức bất ngờ. Liễu Thiên lại là người chủ động hoàn toàn, đầu tiên lập phế xe đổi pháo mã, rồi tiếp tục lấy pháo quật tường, khiến cho Triệu Hôm Hâm chẳng những không thể nào tổ chức tiến công tốc thắng bằng pháo trên đường 7 này, mà hàng tuyến phòng thủ cũng đã trở nên tan hoang, tường đã gãy. Tướng này thì đưa lầu 2, bắt buộc rằng phải dùng xe để tiêu diệt ngựa. Còn nếu như không chấp nhận đổi, mã này cũng chẳng biết đi về cửa nào. Nhưng đầy bất ngờ, tới đây Liễu Thiên thay vì dùng xe đắc mã thì lại tung ra một đòn cực độc, lập bình pháo quá cung trước. Thứ tự này cũng hoàn toàn hợp lý mà thôi. Còn nếu như Liễu Thiên dùng xe chém thẳng vào ngựa trung tâm, Triệu lúc đó vẫn còn một cơ hội để tổ chức phòng thủ. Chỉ cần dâng xe lên tạo ra cảnh đánh đôi, pháo này rất khó để điều động, và Triệu lại là người đắc ưu. Còn tới đây, mặc dù thấy trước âm mưu của đối phương là vỗ xe vào trung lộ,
nhưng Triều lại rất khó khăn để giải quyết. Chỉ còn một phương án lộ ổn thỏa là phải tổ chức đội hình đưa tướng trở về cung. Liễu Thiên mới dùng xe để tiêu diệt Mã. Quả thực là vô cùng kinh điển. Việc đấu Mã vừa rồi không hề làm cho Liễu Thiên yếu đi, mà sức tổ chức tiến công của anh đang ngày càng gia tăng gấp bội. Tiếp theo chỉ cần đưa xe vỗ mặt, Triệu gần như không thể nào chống đỡ. Thử giả sử lấy pháo chém tường, xe vỗ vào đường này làm sao mà thoát thân. Sĩ phải dương rồi mất mạng, tướng vào trung lộ. Tiếp theo chỉ cần vỗ xe chiếm trung, sĩ phải lên rồi bước từ chủ lực thứ nhất. Chủ lực thứ hai này cũng vậy, đứng trước một vực thẳm mà chỉ còn cách quy hàng là tốt nhất. Bởi vậy, lựa chọn tới đây của Triệu Hâm Hâm bắt buộc là phải làm dày trung lộ. Nếu như xe vỗ chiếu, tướng lại trở vào cung. Nhưng điều này có lẽ không thể nào thực hiện được. Liễu Thiên lại dùng pháo để chém đi nốt đơn tượng lẻ loi, vừa lại vô cùng ác hiểm, khiến cho Triệu một lần nữa đầy lắng lo. Chỉ cần vỗ xe đường này, sĩ dương lên rồi rút chết, quân chủ lực đường 8 là nạn nhân đầu tiên. Cho nên tìm cách mà tháo chạy. Triệu đưa xe vào đường 7, vừa có thể lánh mặt, vừa chóc nã cả đôi. Liễu Thiên làm gì? Bình xe để chiếu gấp. Sĩ tất nhiên là phải dương, rồi lại quay pháo về một mạch. Phương án tổ chức công sát của Liễu Thiên tỏ ra vô cùng bài bản và độ sắc bén rất cao. Tới đây, Triệu gần như không thể nào chống đỡ. Xe chỉ cần tiến một, ủi thẳng vào sĩ, bắt trắng chủ lực. Triệu lúc đó sẽ chẳng còn gì. Bởi vậy, phải đưa tướng tấn lầu 2, thì lập tức Liễu Thiên đưa xe bình 5 để chiếm trung, tận dụng sức pháo. Dĩ nhiên, còn hai lựa chọn cho Triệu Hâm Hâm, nhưng đều dẫn tới một kết quả giống nhau. Thứ nhất là rời sĩ về, pháo vẫn vỗ mặt, đơn pháo này phải thọc khe, rồi lại tiếp tục đưa xe, sĩ dương lên. Và đây là hình cờ của biến đi thứ nhất. Nhưng phương án thứ hai thì cũng vậy. Gần như Triệu không thể nào thoát thân là một kết cục rõ ràng. Tới đây lựa chọn thực chiến là gáo pháo vào thì vẫn vậy, Liễu Thiên vỗ pháo, sĩ phải thoái rồi bình xe, sĩ dương lên. Đây vẫn là một hình cờ giống y chang biến đi ở trước. Và tới đây Liễu Thiên sau khi chuẩn bị cho tất cả, dùng xe để quét chốt. Triệu nhận thấy không thể nào chống cự, thực ra cũng chỉ là vô nghĩa, cho nên tới đây đã cởi giáp để quy hàng. Tại vì chắc chắn nếu như rời sĩ, một đòn rút chiếu tiếp theo đủ để mất mạng trắng quân chủ lực. Còn nếu như phương án khác đưa tướng vào trung lộ, thì lúc đó Liễu chỉ cần đưa pháo trung lộ để truy sát tướng suốt đường còn lại, rồi lại bình xe. Chẳng há phải Triệu sau khi kê xe, pháo này qua đường 6 và chính thức gọi hồn. Có thể nói là ván cờ kết thúc theo một cách không thể nào ngờ được. Thắng bại là chuyện thường tình của binh gia, dẫu biết vậy. Nhưng cách mà Liễu Thiên phế xe đổi pháo mã từ đầu để có thể tạo ra một cuộc tàn sát đẫm máu trước một dũng tướng như Triệu Hâm Hâm, một lục mạch thần kiếm của kỳ đàn, thì đây là một trong những thời khắc hiếm hoi của chiến trận, quả thực là rất đáng để thưởng lãm. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Một lần nữa xin chào, chúc các bạn sức khỏe và hẹn gặp lại.